Ngoài nhà tốt xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay một căn nhà lô góc hai mặt thoáng vị trí tại La Phủ, Hoài Đức gần với lại Glexico Lê Trọng Tấn, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm theo trục đường đại lộ Thăng Long. Và với ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Thông số nhà như sau: diện tích nhà 32 m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, nằm ở trên mặt ngõ thông. Và với cái căn nhà này thì là thuộc lô góc, ở đây có 2 căn đã bán 1 căn và chỉ còn 1 căn xây dựng 4 tầng mới. Hướng nhà là hướng đông nam mọi người nha. Diện tích 32 m², thoáng, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và căn nhà này thì chỉ có một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh cũng như là đấu điện nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, giá bán cực kỳ là hợp lý, hấp dẫn, đi lại thuận tiện. Đi ra cái Glexico Lê Trọng Tấn thì nó khoảng tầm hơn 1 cây mọi người ạ. Và đặc biệt với cái vị trí này thì nằm ở trong khu dân cư rất là đông đúc, làng nghề mọi người nha, làng nghề La Phủ ấy mọi người. Đi vào đây thì kinh doanh sầm uất, tấp nập, chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ mầm non cấp 1, cấp 2, đi lại, giao thông thuận tiện. Ngoài ra đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, với phần tầng 1 hoàn thiện xong hết, chỉnh chu, đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn, cũng như gạch lát nền. Với ở đây thì gạch lát nền kích thước gạch 80-80 vân đá quý vị nha. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà này cách với lại trục chính đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 50 m là ra tới trục chính mặt chợ luôn, rất là tiện ích, xung quanh đầy đủ. Ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp hoàn thiện xong hết cho đầy đủ quý vị, tủ bếp, mặt bếp, chậu rửa, vòi rửa. Đặc biệt lô góc thoáng vĩnh viễn bởi vì bên kia nó là mặt ngõ, cho nên cửa sổ thiết kế thêm cho quý vị ở phần tầng 1, hai chiếc cửa sổ cực kỳ là thoáng. Hiện tại ngôi nhà này đang không bật điện nhưng mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng tự nhiên vào trong không gian nhà, rất là ổn áp nha. 4 tầng thiết kế ra sao. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 này, đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng, bồn cầu. Và đặc biệt với cái ngôi nhà này, tầng 1 chủ nhà có để sen tắm nha mọi người. Nói chung mỗi một ngôi nhà chủ nhà thiết kế khác nhau, khổ đất khác nhau, thiết kế khác nhau, cho nên là quý vị cứ cân nhắc, cố gắng xem em review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 xem là vị trí nó như thế nào, cung đường thể hiện ra sao. Đây, đây là cầu thang đi lên trên phía tầng 2. Cầu thang thì ở phía mặt trên là ốp gỗ nha mọi người. Đó, và mời quý vị theo em lên trên tầng 2 để khám phá xem ngôi nhà 4 tầng này thiết kế ra sao. Dạ vâng, tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Tầng 2 cửa sổ thoáng vào phía cầu thang. Và ở phía tầng 2 thiết kế cho quý vị 1 phòng ngủ master. 1 phòng ngủ rất là rộng, 1 phòng vệ sinh ở phía bên trong, 2 cửa sổ thông thoáng và 1 cửa sổ to lấy ánh sáng toàn bộ ở phía mặt trước, cũng như là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Ngoài này rất là thoáng, nằm cạnh những biệt thự rất là lớn mọi người nha. Nằm ở trong khu dân trí cao cũng như là dân cư thì quá là đông. Với vị trí này thì không cần phải chia sẻ nhiều về dân cư đâu mọi người ạ. Đó. Và với cái trong phía phần phòng ngủ thì được chủ nhà lát toàn bộ là gạch mọi người nha. Gạch giả gỗ, gạch thẻ, kích thước gạch 15-80, nhưng mà với cái này thì nếu mà nhìn sơ qua thì tưởng là sàn gỗ nhưng mà không phải, màu đấy mọi người ạ. Gạch và một phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong. Với phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong, đầy đủ hết công năng sử dụng cho quý vị. Hệ thống sen, cây tắm, bồn cầu liền khối. Đó, đây, lavabo bàn đá. Trong phòng vệ sinh thiết kế tương đối chỉnh chu, ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch. Đấy, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng tự nhiên. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Mọi người có nhận ra điều khác biệt khi em bước chân lên trên phía tầng 3 không? Đó chính là phòng vệ sinh để ở phía dưới bên ngoài, còn đâu thì ở phía tầng 2 là phòng vệ sinh để ở bên trong. Đây là phần tầng 3.
Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Còn đâu thì phòng rất là sáng, rất là thoáng. Đây, mời quý vị ra khám phá ban công của ngôi nhà. Ban công siêu rộng, siêu thoáng. Đây mọi người ơi, đứng từ vị trí ngôi nhà này, quý vị có thể nhìn xung quanh. Một căn biệt thự ngay bên cạnh. Dân cư quá là đông đúc. Phòng ngủ rất là vuông vắn. Căn nhà này thiết kế vuông, diện tích 32 m², hướng đông nam. Đông nam thì mùa đông ấm, mùa hè thì mát rồi. Cho nên là rất nhiều quý khách hàng thích tìm nhà hướng đông, hướng đông nam. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 tương tự như tầng 2. Đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Theo từng tầng, đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng theo từng tầng. Tầng 1 cũng có, tầng 2 cũng có, tầng 3 cũng có. Đó. Còn tầng 1, tầng 2, tầng 3 tất cả đều để cửa sổ vị trí là ở phía cầu thang đi lên như thế này. Nếu mà bà mở ra mùa hè như này cực kỳ là mát nha mọi người, và hút gió. Mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế thực tế nếu như công năng sử dụng và giá bán thì nó có phù hợp hay không. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo đó trên phía tầng 4, wow, đây mọi người có thể nhìn thực tế, chủ nhà để cho mình hẳn một ô cửa sổ vô cùng rộng, vô cùng thoáng. Khu vực để máy giặt riêng ở tại đây. Ở đây có thang, chủ nhà thiết kế sẵn để chờ lên trên phía tum mọi người ạ. Ở trên tum thì đã có bồn nước một khối và ở phía dưới thì đã có bể ngầm rồi. Trên phía tầng 4 tiếp theo, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Một phòng ngủ hoặc một phòng thờ tùy mục đích công năng. Còn ở đây, quý vị ạ, ở đây quý vị có thể thiết kế mở cửa sổ ra để... Cái này thì tùy mục đích nha mọi người, là mọi người có thể thiết kế ở đây là phơi quần áo. Hoặc cái này thì tùy mọi người đến, mọi người có thể nhìn nhận về cái mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình mình. Còn nếu như phơi quần áo, quý vị có thể phơi ở ngoài này cũng được. Ở đây mà làm dàn phơi thông minh lên thì cũng tương đối là thoáng. Và mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này và được đi xem tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.